Những cái loại quảng cáo đánh vào nỗi sợ về tai nạn thường được ưa chuộng bởi các công ty bảo hiểm. Chúng ta có thể xử lý hay không? Hay là chúng ta cứ để cho mọi thứ nó sai như vậy? Nên có giới hạn và đâu đó cần phải tuân thủ những giá trị về đạo đức cũng như là pháp luật. Lúc đó chúng ta cần phải có những biện pháp để xử lý những vấn đề quảng cáo sai sự thật như vậy. Không thể nào nói với người ta là hãy sợ cái này đi và rồi chúng ta bán những cái khác. Tinh tế ở đây là như thế nào? Hay là những cái quảng cáo đánh lên nỗi sợ của khách hàng? Tôi sợ không được đẹp, tôi sợ ngày mai tôi có vấn đề nên là tôi có tai nạn thì nó gọi là không tinh tế. Chúng ta đang nói quá lên. Khách hàng họ có rất nhiều sự lựa chọn ở đây và họ sẽ không có sự đồng cảm nhất định. Thì nếu không có cảm xúc thì chắc sẽ khó lưu lại được ở trong lòng của khán giả. Bạn ủng hộ hay phản đối chiến dịch quảng cáo dựa trên nỗi sợ của khách hàng? Là một người làm việc trong lĩnh vực marketing truyền thông và thường xuyên thực hiện những chiến dịch quảng cáo, bản thân em ủng hộ việc quảng cáo dựa trên nỗi sợ. Quảng cáo dựa trên nỗi sợ nói riêng hay những loại quảng cáo đánh vào cảm xúc của khách hàng nói chung, như là niềm vui, nỗi buồn, những sự bất ngờ, sự hài hước hoặc là sự thèm khát, mong muốn một điều gì đó. Những loại quảng cáo dựa trên cảm xúc này là một phương thức hiệu quả để đánh vào tâm lý của khách hàng, từ đó kích thích khách hàng suy nghĩ và hành động cũng như nhận thức về thông điệp mà mình muốn truyền tải và giúp làm gia tăng hiệu quả của quảng cáo. Ví dụ như chúng ta thấy những cái loại quảng cáo nó đánh vào cái sự khan hiếm, làm cho khách hàng sợ là mình không có khả năng để sở hữu nó, như chúng ta thường hay săn sale khi mà flash sale đúng không ạ? Những cái loại sản phẩm với số lượng giới hạn trong thời gian ngắn, hoặc là những cái loại quảng cáo đánh vào nỗi sợ về tai nạn thường được ưa chuộng bởi các công ty bảo hiểm, hoặc là với những loại quảng cáo đánh vào tâm lý về sức khỏe, về ngoại hình, thì chúng ta có những loại quảng cáo về mỹ phẩm hoặc là những cái thuốc. Theo em thấy thì quảng cáo đánh vào nỗi sợ là một cái hình thức khá hiệu quả. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, tức là vẫn có những cái loại quảng cáo mà nó khai thác một cách quá mức, dẫn đến tâm lý hoang mang của người tiêu dùng và thậm chí là sai sự thật. Với vai trò là một người làm marketing thì em ủng hộ cái việc quảng cáo dựa trên sợ hãi. Tuy nhiên, những loại quảng cáo này nên có giới hạn và đâu đó cần phải tuân thủ những giá trị về đạo đức cũng như là pháp luật. Nếu như trường hợp khi quảng cáo sai sự thật xảy ra thì chúng ta có thể xử lý hay không? Hay là chúng ta cứ để cho mọi thứ nó sai như vậy? Rõ ràng là khi mà một quảng cáo sai sự thật, thứ nhất nó sẽ nhận được những phản ứng rất tiêu cực từ phía khách hàng, và thứ hai nó còn nhận được những cái sự tác động từ các cơ quan quản lý, và chính lúc đó chúng ta cần phải có những biện pháp để xử lý những vấn đề quảng cáo sai sự thật như vậy. Quảng cáo dựa trên nỗi sợ của khách hàng đó là một công cụ rất hữu ích cho chúng ta khi chúng ta sử dụng để làm marketing. Như hồi nãy bạn có nói thì chúng ta có thể đánh vào tâm lý khách hàng với những cảm xúc, mà cảm xúc càng ấn tượng, càng nổi bật thì khách hàng sẽ càng nhớ. Dịch Covid vừa qua, chúng ta nghe là bệnh thì chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện là chúng ta uống thuốc vì chúng ta sợ việc bệnh. Vậy thì cái việc chúng ta quảng cáo dựa trên nỗi sợ nó là một cái để khai thác, nhưng chúng ta phải khai thác nó thật là tinh tế. Không thể nào nói với người ta là hãy sợ cái này đi và rồi chúng ta bán những cái khác, mà chúng ta phải làm nó trở thành một câu chuyện. Nó phải có sự đồng cảm, sự thấu hiểu, thì khi đó khách hàng họ, một khi họ đã quyết định với chúng ta, họ sẽ đi theo. Và rồi sau này khi chúng ta có những vấn đề, họ vẫn sẽ ủng hộ và bên vực chúng ta, bởi vì chúng ta có một câu chuyện vừa đủ thuyết phục cũng như là vừa đủ sự đồng hành. Nếu như chúng ta có thể giữ chân khách hàng ở lại bên chúng ta 1, 2, 3 phút thôi là chúng ta đã thành công rồi. Em không hiểu rõ lắm về định nghĩa của chị về quảng cáo tinh tế ở đây là như thế nào. Hay là những cái quảng cáo đánh lên nỗi sợ của khách hàng, tôi sợ không được đẹp, tôi sợ ngày mai tôi có vấn đề nên là tôi có tai nạn thì nó gọi là không tinh tế. Nếu như chúng ta nói về tinh tế thì chúng ta nói về cái không tinh tế trước đi. Ví dụ như với một cái chiến dịch, chúng ta bảo là loại nước này của chúng ta uống vào nó sẽ giúp tăng cường A, tăng cường việc B. Nhưng mà thực tế thì những thứ đó không ai chứng thực được, và nó đánh vào cái nỗi sợ của khách hàng là tức là họ phải uống cái này thì họ mới được tăng sức đề kháng hoặc là tăng những cái khả năng nào đó. Thì những cái đó chúng ta đang nói quá lên. Khách hàng họ có rất nhiều sự lựa chọn ở đây và họ sẽ không có sự đồng cảm nhất định. Nhưng nếu như chúng ta đưa một câu chuyện nào đó vào cái chai nước này, các bạn có thể cùng nó trải nghiệm những thứ khác, thì chúng ta lồng ghép những câu chuyện vào thì nó sẽ có một góc nhìn khác. Tôi thì với tư cách là một người cũng thi thoảng cũng có viết kịch bản cho các phim quảng cáo, thì tôi nghĩ như này. Thực ra là phim quảng cáo thì chắc chắn là nên có cảm xúc, vì nếu không có cảm xúc thì chắc sẽ khó lưu lại được ở trong lòng của khán giả. Và cảm xúc được chia ra là tích cực hoặc là tiêu cực. Tích cực thì yêu thương, rồi vui vẻ, rồi hy vọng vân vân. Và tiêu cực thì có sợ hãi, rồi đau khổ, giận dữ. Đại khái nó có trong đấy. Và cái cách sử dụng, cái liều lượng nào, cái gia vị nào ở trong cái quảng cáo đấy, nó rất quan trọng cho việc là cái mục tiêu mà chúng ta truyền tải trong quảng cáo là gì, cái thông điệp cuối cùng là gì. Tôi nghĩ cái phạm trù đạo đức nó là cái phạm trù khá mong manh. Bởi vì thế nào là đạo đức? Có rất nhiều các chuyên gia quảng cáo họ rất giỏi trong việc lách luật. Họ lách được hoàn toàn về vấn đề pháp luật, họ không quảng cáo sai sự thật. Và nếu ở góc độ nào đấy thì có người xét về phạm trù đạo đức.
Nhưng mà đôi khi vấn đề chỉ là để giải quyết vấn đề bán hàng thôi. Và tôi nghĩ là các bạn đã có một phần debate khá là hấp dẫn. Hãy đón xem Cơ hội cho ai mùa năm phát sóng vào lúc 20:30 thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3 và 21:30 trên kênh YouTube Alo Media Entertainment.